Hân hỉ chào đón quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi năm 2021 Tân Sửu ngày hôm nay. Thì lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, thành công hơn nữa trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ ai trong chúng ta thì cũng đều mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn, sức khỏe dồi dào, làm ăn thì phát đạt, mọi sự đều thành công và suôn sẻ. Tuy nhiên, không phải ai cầu mong cũng được như ý muốn. Trong cuộc đời sẽ có những giai đoạn gặp nhiều may mắn, làm gì cũng hành thông thuận lợi, làm một hưởng mười, tiền bạc ùn ùn kéo về, giàu nhanh chóng mặt. Tuy nhiên thì cũng có những giai đoạn không tránh khỏi được những khó khăn và trắc trở, vận hạn đeo bám, tiểu nhân thì liên tục thảm hại, làm ăn thất bát, nợ nần ngập đầu. Và thầy phong thủy cũng có chỉ rõ trong năm 2021 âm lịch tới đây thì tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 bị sao hung tinh chiếu mệnh, tiểu nhân rình rập tìm cách hãm hại, thần tài thì ngoảnh mặt khiến cho tài vận bị tắc nghẽn, kiếm tiền gian nan vất vả mà thậm chí cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Vợ chồng cũng vì kinh tế mà lục đục, nặng lời to tiếng với nhau. Năm 2021 âm lịch tới đây là năm mà tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 phải tuyệt đối chú ý ba việc này để tránh gặp phải hạn triền miên, tiền bạc, nhà cửa, gia đình ly tán. Và để nắm bắt được vận trình tổng quan trong năm mới 2021 Tân Sửu và những việc cần làm để phòng tránh đại họa, xin mời quý cô bác và anh chị Quý Sửu sinh năm 1973 hãy theo dõi chi tiết video ngày hôm nay. Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong năm 2021 có thể nhận được sự giúp đỡ từ người bạn hoặc là người đầu tư. Đối với những người có ý định bắt đầu doanh nghiệp mới thì tốt nhất là tìm một đối tác kinh doanh may mắn dành cho bạn là vào tháng 1, tháng 3 và tháng 12 âm lịch, nhưng cũng sẽ rất khó khăn khi để bạn bắt đầu việc kinh doanh trong những tháng đó. Cẩn thận với các cạm bẫy trong kinh doanh và công việc liên quan đến nước. Năm Tân Sửu 2021, gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, tọa thái tuế nên tài vận giảm đi, cần phải lấy sự yên ổn làm đầu. Năm nay là năm bản mệnh của tuổi Quý Sửu 1973. Các cụ nhà ta thường có câu, thái tuế đương đầu tọa, vô tài giã hữu họa. Ý chủ về hung họa của năm tuổi, chắc chắn sau năm sẽ có tai họa lớn xảy ra. Sửu âm thổ gặp tính thổ của thái tuế Tân Sửu khiến cho thổ khí quá vượng, nửa đầu năm nay nhiều mặt trong cuộc sống trở nên cực đoan thái quá. Có đôi lúc u mê mà làm việc không suy nghĩ, ví dụ về mặt giao tiếp xã hội thì tuổi Quý Sửu 1973 dễ trở nên quá tự tin, kiêu ngạo hoặc tự ti, dễ có những quyết định bồng bột. Về vấn đề sức khỏe thì gia chủ cần phải đặc biệt chú ý đến bệnh thận. Vì vậy mà trong năm nay, tuổi Quý Sửu 1973 luôn phải giữ được cái tâm bình hòa, dĩ hòa vi quý để tránh những xung đột không đáng có. Nếu như có xung đột hay tranh chấp cần nhanh chóng giải quyết ổn thỏa, tránh hao tâm phí tài, tổn tài vô cớ. Thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt có lời khuyên đối với gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong năm nay là hãy luôn mang bên mình một kim bài thái tuế năm 2021 để hóa giải hạn thái tuế, chiêu mời các tinh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Năm 2021 là năm tuổi của mệnh chủ, vì thế mà tuổi Quý Sửu 1973 và thái tuế đồng vượng dẫn đến tình trạng tự cao tự đại, luôn vỗ ngực cho mình là nhất ở mệnh chủ. Bản mệnh sẽ có thêm nhiều tham vọng, mong muốn hoặc là sống quá thực tế, hoặc tỏ ra quá đỗi lạnh lùng, chỉ biết đến lợi ích của bản thân. Thái tuế sửu thổ còn tượng trưng cho sự tiêu cực và những tính chất cực đoan, thể hiện qua việc những chú trâu khó giữ được tâm thế bình thản, an yên, tính cách của mình mà dễ suy nghĩ theo hướng bi quan, thậm chí có thể nảy sinh những ác tâm dục vọng khó lường. Ngoài ra, phạm thái tuế luôn là điểm hung. Sửu thổ đứng đầu nên bản mệnh cần phải lưu ý đến việc công việc và kinh doanh buôn bán, hạn chế đụng tới những hạng mục có liên quan đến nước như thủy lợi, thủy sản hay là đồ ăn uống, phần nào tránh được tai họa và tổn thất mà thái tuế gây ra. Thái tuế sửu thổ vượng còn khiến cho yếu tố hỏa và thủy trở nên suy yếu, ngũ hành mất cân bằng, các hành khắc chế lẫn nhau có thể dẫn đến những tác động không nhỏ đến sức khỏe của gia chủ tuổi Quý Sửu 1973.
Tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 thì mệnh chủ dễ mắc bệnh tim mạch do phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. Điềm báo tử vi cũng cho thấy bản mệnh cần phải quan tâm hơn đến sức khỏe của cha mẹ, nhất là của người cha. Kim sinh xuất cho kim khí, thái tuế phát tiết, mệnh chủ còn có thể gặp phải những vấn đề về hệ hô hấp. Âm thổ quá vượng nên phong thủy may mắn xin được nhắc nhở tuổi Quý Sửu năm 1973 trong năm chớ nên ham vui mà tới những nơi nguy hiểm, nhất là những nơi có thổ khí quá vượng địa. Để hóa giải những tà khí do hung tinh mang đến, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 cần sử dụng ngay pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo với hình tượng ở mặt trước bát bảo là 8 bảo vật của nhà Phật mang lại bình an may mắn cho gia chủ. Mặt sau là chú Bát Nhã Tâm Kinh giúp tịnh thân mang lại may mắn tài lộc cho gia chủ. Dự đoán tử vi của tuổi Quý Sửu 1973 vào năm Tân Sửu. Năm 2021 theo âm lịch là năm Tân Sửu, ngũ hành thổ, bích thượng thổ, được hiểu là đất trên tường thành, có tác dụng che chắn mưa nắng trộm cướp để con người có một cuộc sống bình yên và an toàn. Sửu là con giáp đứng thứ 2 trong bộ 12 con giáp, được tính từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 theo dương lịch. Tuổi Quý Sửu trong năm 2021 này, vận trình thăng trầm bất định, cứ tưởng an lành thì lại gặp chuyện, cứ ngỡ hết đường đi thì lại nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Về phương diện sự nghiệp thì mệnh chủ dễ bị tiểu nhân không ngừng quấy nhiễu, cơ hội để tăng lương vốn đã không nhiều nay còn ít ỏi. Tuy nhiên thì về cơ bản, thu nhập chính của con giáp này vẫn khá ổn định, không cần phải quá mức lo lắng. Riêng tuổi Quý Sửu làm kinh doanh buôn bán cần phải chú ý nếu có ý định đầu tư kinh doanh vào những lĩnh vực mới hay là ngành nghề mình không quen thuộc thì hết sức cẩn trọng, chuẩn bị kế hoạch, thực hiện kỹ càng, có phương án dự phòng cho tình huống bất ngờ phát sinh. Thời gian rảnh rỗi nhiều cũng không có nhiều việc bận rộn, bạn có thể dành thời gian để trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm cho mình hoặc tìm kiếm cơ hội làm việc có khả năng phát triển tốt hơn. Khi đã có năng lực vượt trội thì không nên lo lắng. Đừng nóng vội cũng chớ bốc đồng, hãy giữ cho mình tỉnh táo và sáng suốt, có thể vượt qua thử thách, tìm thấy thành công, thậm chí là nắm bắt được thời cơ phát tài trong chốc lát mà không phải ai cũng nhìn thấy được. Tuy nhiên thì dù tài lộc thu về ít hay nhiều thì bản mệnh cũng cần phải kiêm nhường, chớ nên tự cao tự đại hay nghĩ mình kiếm tiền quá dễ dàng mà vung tay quá chán. Trong năm thì vận trình biến động khá lớn, không nên đầu tư lâu dài, nên thấy có lợi là nhanh tay thu lưới, để tránh tài lộc mới vào tay đã chảy ra ngoài. Ngoài ra, hãy sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để hóa giải vận thế năm 2021, tăng cường tài lộc may mắn về sau. Nam mệnh 49 tuổi gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh, hành niên trực kim tinh, phàm sự bất toại tâm. Ngoài ra thì trong dân gian từ xa xưa vẫn thường có câu sao thái bạch quét sạch cửa nhà, nên trong năm này, nam mệnh chủ cần hết sức chú ý. Ở bên ngoài, dễ gặp thị phi rắc rối, hao tài tốn của, tài lộc giảm sút. Nữ mệnh 49 tuổi gặp sao thái âm chiếu mệnh, cần đặc biệt chú ý những vấn đề về phụ khoa, nếu đi xa sẽ có lợi cho tài vận của mình hơn, nhưng cần phải chú ý về gia đạo cũng như là người bạn đời của mình, nên hài hòa hơn nữa giữa công việc và tình cảm gia đình. Sự nghiệp của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong năm Tân Sửu. Sự nghiệp, nghề nghiệp của bạn sẽ gặp một chút cổ trai. Ở tuổi này thì bạn có thể là quản lý trung cấp hoặc là cấp cao của công ty và năm 2021 sẽ là một năm quan trọng đối với bạn vì bạn có thể cần cố gắng cải thiện hơn nữa hoặc giữ nguyên như hiện tại. Nếu không, rất dễ được thay thế bởi người khác. Năm nay Quý Sửu sinh năm 1973 rơi vào năm trực thái tuế, vì vậy sự cạnh tranh công việc thì tương đối cao, khát vọng phấn đấu trong sự nghiệp mạnh. Năm nay bạn nên chú ý đến hoạt động và sự thay đổi của mọi người xung quanh, làm tốt công việc của mình và chuẩn bị chu đáo. Năm nay thì sự nghiệp của tuổi Quý Sửu 1973 không ít thì nhiều cũng phát sinh biến động như là thăng tiến hoặc là xuống chức, thay đổi vị trí công tác. Tuổi Quý Sửu 1973 năm nay không nên quá đề cao bản thân hoặc đứng mũi chịu sào. Những người có năng lực quản lý có thể tích cực tập trung phát triển sự nghiệp, hạn chế dùng các chất kích thích như bia rượu, thuốc lá để giữ sự tỉnh táo và sáng suốt thường trực.
tránh xa những nơi tụ tập bàn tán thị phi, luôn giữ cho mình thanh danh và uy tín tốt. Chỉ cần một lần mất kiểm soát bản thân thôi là bản mệnh có thể sẽ mất phải nhiều thời gian phấn đấu lại từ đầu. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, tuổi Quý Sửu 1973 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu. Đặc biệt, mệnh chủ tuổi Quý Sửu 1973 trong năm 2021 Tân Sửu này cần cẩn trọng chú ý trong tháng Ất Mùi, dương lịch từ ngày 10 tháng 7 cho đến ngày 7 tháng 8, tức ngày 1 tháng 6 cho đến ngày 29 tháng 6 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với gia chủ. Vào tháng này thì các gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, thị phi không đâu ập tới. Tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này, có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 không nên tiến hành công việc trọng đại trong thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Tài lộc của tuổi Quý Sửu 1973 trong năm Tân Sửu. Rơi vào năm bản mệnh, tài vận Quý Sửu, năm nay không có quá nhiều thu hoạch, chi nhiều thu ít, hạn chế đầu tư cho vay hoặc hợp tác làm ăn. Kèm với đó thì gặp phải thần sát tỷ kiên, chủ về tranh chấp, bị tiểu nhân quấy phá, mang lại không may mắn. Nếu mệnh chủ có ý định kinh doanh cần phải vô cùng cẩn trọng. Tốt nhất là không nên mở rộng làm ăn trong năm nay. Nếu nhất thiết thì cần phải mở rộng. Hết sức chú ý về phần điều khoản hợp đồng, các loại giấy tờ có liên quan. Khi bước vào những lĩnh vực làm ăn mới cần hết sức cẩn thận, nên lấy sự ổn định làm đầu, tránh phá tài tán của, cần tìm hiểu kỹ càng lĩnh vực chuẩn bị đầu tư để đưa ra những chiến lược hợp lý, phù hợp. Chỉ nên đầu tư vào những ngành nghề mà mình đã hiểu rõ để tránh rủi ro có thể xảy ra. Theo dự đoán tử vi năm 2021 thì bạn sẽ không có vận may ổn định về mặt tài chính, nên lập kế hoạch tài chính cũng như là kế hoạch thu nhập chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày. Như vậy, may mắn sẽ có thể ổn định vào năm 2021. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, tuổi Quý Sửu 1973 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy bát bảo tâm kinh. Về tình duyên của tuổi Quý Sửu 1973 năm Tân Sửu. Năm nay tuổi Quý Sửu 1973 khuyết đào hoa tinh, lại là năm trực thái tuế, phương diện tình cảm có nhiều biến động. Đối với gia chủ đã có gia đình, cần tránh thái độ ghen tuông quá mức, khiến cho đối phương mệt mỏi, dẫn đến mâu thuẫn không đáng có. Tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 đã kết hôn, do ảnh hưởng của thái tuế dẫn đến có nhiều sự thay đổi. Cuộc sống gia đình thường xuyên vì lý do kinh tế mà xảy ra cãi vã. Cần giữ thái độ bình tĩnh giải quyết vấn đề, đặc biệt là các đôi vợ chồng trẻ thường hay cố chấp, ít chịu lắng nghe, dẫn đến tình trạng đồng sàn dị mộng, từ đó dẫn tới rạn nứt tình cảm gia đình. Vậy nên, hai vợ chồng cần phải bao dung và lắng nghe đối phương nhiều hơn, từ đó tránh được ảnh hưởng tiêu cực từ các giao xấu. Đối với mệnh chủ còn đang độc thân thì cần phải chú ý, đừng để vì áp lực công việc mà đánh mất tình cảm của mình. Cần chú ý cân bằng giữa công việc và tình cảm, tránh trường hợp mất cân bằng để hối tiếc về sau. Cần phải chú ý dành nhiều thời gian cho người yêu, người sẽ đi cùng mình trên quãng đường đời còn nhiều hơn. Để kích hoạt tình duyên cũng như hóa giải những hung họa do ảnh hưởng của hoa đào hoa sát, mệnh chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu kết hợp với một mặt dây chuyền hồ ly. Về sức khỏe của tuổi Quý Sửu 1973 trong năm Tân Sửu, sẽ không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng nếu bạn đã trải qua một cuộc phẫu thuật lớn hoặc chưa khỏi bệnh thì hãy chú ý hơn đến sức khỏe của mình. Mặc dù còn trẻ và có sức khỏe tốt nhưng đừng lạm dụng, thường xuyên thức khuya, hút thuốc, uống rượu và những thói quen xấu khác có thể từ từ hủy hoại cơ thể bạn. Tuổi Quý Sửu 1973 thì năm nay gặp thái tuế, kiếm phong khiến cho mọi chuyện trở nên bất lợi, phát sinh nhiều sự việc ngoài ý muốn, sức khỏe giảm sút, các mối quan hệ xấu đi. Cùng với đó thì trong năm nay do thiên khí và địa khí có phần xung khắc nên có thể dẫn đến mệnh chủ gặp phải các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Mệnh chủ cần phải hết sức chú ý giữ gìn sức khỏe của mình và người thân trong gia đình. Khi đi ra ngoài, dễ gặp tai nạn, cần đặc biệt lưu ý khi tham gia giao thông, tuân thủ luật lệ giao thông để tránh gặp tai nạn ngoài ý muốn. Ngoài ra thì tránh tham gia những hoạt động mạo hiểm hoặc có độ rủi ro cao. Tuổi Quý Sửu trong năm nay
thổ khí quá vượng nên sức khỏe cần chú ý bệnh về tiêu hóa. Vì tính cách khá là chịu khó chăm chỉ làm việc nên nhiều khi tuổi Sửu bị hao tổn quá sức. Khi còn trẻ hãy cố gắng hết sức, còn khi về già thì quý gia chủ hãy cố gắng nghỉ ngơi hưởng thụ, không nên dành cả đời để làm lụng rồi ảnh hưởng đến sức khỏe, chạy chữa tốn tiền mà vẫn bị mắc nhiều bệnh tật. Năm nay sức khỏe của bạn không được tốt lắm, sự nghiệp, gia đình và các vấn đề khác khiến cho bạn bị kéo dài suy nghĩ, tâm tư, gây ra các vấn đề sức khỏe như là mất ngủ và chất lượng giấc ngủ kém. Quý Sửu 1973 là xương sống của gia đình nên cần phải điều chỉnh hợp lý. Một khi có được tâm lý thoải mái thì bạn sẽ có sức khỏe tốt. Để biết rõ hơn cát hung họa phúc của bản thân cũng như gia đình, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chương trình để được sự hỗ trợ chi tiết hơn của thầy Gia Cát và đội ngũ trợ lý của thầy. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Quý Sửu 1973 nam mạng, sao Thái Bạch chiếu mệnh. Sao Thái Bạch sẽ là hung tinh bởi là ngôi sao mang vận xấu nhất trong các sao. Từ xa xưa thì dân gian ta đã có câu Thái Bạch quét sạch cửa nhà. Thái Bạch là sao xấu cần phải giữ gìn trong công việc kinh doanh, có tiểu nhân quấy phá, hao tán tiền của, có thể trắng tay đề phòng quan sự. Xấu nhất đó là vào tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Mệnh chủ tuổi Quý Sửu 1973 nam mạng vào năm Tân Sửu sẽ gặp phải hạn toán tận. Người có hạn toán tận thì trong năm này dễ bị mất tiền bạc của cải mà không dự tính trước được, tai họa sẽ bất ngờ ập đến với gia chủ. Trong đó, có hai nguy cơ cao nhất đó là bị cướp bóc và thứ hai là chung vốn làm ăn, cùng nhau đi khai thác lâm sản, gặp phải tai nạn bất ngờ, thiệt hại lớn về tiền của. Hạn toán tận thì rất kỵ đối với nam giới, những tai nạn xảy ra thường là dạng tai nạn đột ngột bất khả kháng, khó đề phòng, ứng phó. Nếu những người phúc đức kém, vận số xấu có thể nguy hiểm đến tính mạng. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Quý Sửu 1973 nữ mạng, sao Thái Âm chiếu mệnh. Sao Thái Âm chủ về mọi chuyện được như ý, cầu danh lợi đều được, nên đi xa, gặp người trên có lợi. Phụ nữ mà gặp sau này sẽ được vui vẻ, có tiền tài hạnh phúc, dễ đạt được ước mơ, nhưng về sinh nở thì bất lợi. Nam giới đi lại hanh thông, gặp sau này được bạn nữ giúp đỡ, nhất là về tiền bạc. Thái Âm là sao tốt cho nữ giới, nhưng không tốt lắm cho nam. Thái Âm tốt cho cả nam và nữ vào tháng 9, nhưng lại kỵ vào tháng 11. Nữ bị sao này chiếu mệnh sẽ mang nhiều bệnh tật, không nên sinh đẻ, dễ xảy ra nguy hiểm. Mệnh chủ tuổi Quý Sửu 1973 nam mạng vào năm Tân Sửu sẽ gặp phải hạn huỳnh tuyền. Người có hạn huỳnh tuyền sẽ luôn gặp vấn đề về sức khỏe, chủ sự thường gặp chứng đau đầu, chóng mặt, say sẩm. Kinh doanh thì kỵ đường thủy, để vẹn toàn thì không nên làm gì liên quan đến sông nước, đặc biệt là không được bảo chứng cho bất cứ ai vì ắt sẽ nảy sinh chuyện bất lợi. Tử vi chọn đời của mệnh chủ tuổi Quý Sửu 1973. Năm Sửu là năm tượng trưng cho thành công khi đã trải qua bao vất vả khó khăn. Đa phần họ là người đáng tin, sống có nguyên tắc. Không những vậy mà còn làm việc cẩn thận, không biết mệt mỏi. Nguyên tắc nhưng công bằng. Quý Sửu là người đáng tin cậy, do đó thì họ thường là những người lãnh đạo có uy quyền, tính cách bướng bỉnh, không chịu khuất phục ai, được che giấu bởi vẻ ngoài đơn giản. Sự thông minh được ẩn dưới lớp vỏ bọc trầm lặng, kiệm lời. Về cơ bản thì người 1973 khá là hướng nội, nhưng cần phải kiên thiết khi họ lại vô cùng dũng cảm oai hùng. Cuộc sống của quý cô tuổi Quý Sửu chỉ gặp thuận lợi khi mà sinh vào mùa đông, các mùa khác thường có phiền muộn lo âu, cuộc sống gặp phải quá nhiều khắt khe và khó khăn. Ở tiền vận thì mới có sự an nhàn và sự vui tươi. Phần công danh tiền bạc thì chưa có xuất hiện, vào thời trung vận có thể lên cao nhưng đến hậu vận mới trở lại về mức bình thường. Sự nghiệp cũng như là tiền tài của họ chỉ được tốt đẹp kể từ thời trung vận. Vấn đề tiền bạc khá là thoải mái, có sự dư giả, cuộc sống vì thế cũng được nâng tầm. Sự nghiệp khá là vững vàng và không gặp phải sự đổ vỡ. Từ 20 đến 25 tuổi, 20 nhiều tốt đẹp, tình cảm dồi dào. Việc tình duyên có phần tốt đẹp, 21 tuổi. Kỵ đi xa, công việc bình thường. 22 tuổi thì có hoạn tai hay là có nhiều hy vọng về công danh nghề nghiệp. 23 tuổi
năm xấu kỵ đi xa có hao tài lộc, 24 tuổi thì khá tốt, phần công danh sự nghiệp có nhiều kết quả tốt đẹp, 25 tuổi toàn vẹn làm ăn được khá. Từ 26 cho đến 30 tuổi, 26 tuổi hy vọng thành công về công việc dự tính nên đi xa hay làm ăn lớn tốt, 27 và 28, 2 năm này nên đem đến khả năng làm việc sẽ có kết quả tốt về phần tài lộc lẫn công danh. 29 và 30 tuổi, năm 29 thì kỵ tháng 6 âm lịch có đau bệnh hao tài, năm 30 tuổi kỵ tháng 5 có đại hạn. Từ 31 cho đến 35 tuổi, 31 tuổi thì có triển vọng phát đạt về công danh sự nghiệp vững chắc, danh vọng có tăm tiếng. 32 và 33 tuổi khá là tốt, nhưng 53 tuổi thì hơi xấu vào những tháng cuối năm, kỵ đi xa, có hao tài, đau bệnh bất ngờ. 34 và 35 tuổi thì nhiều điều tốt đẹp, cẩn thận về việc làm ăn. 36 cho đến 40 tuổi, năm này 36 tuổi thì không được tốt lắm, làm ăn chỉ ở vào mức độ trung bình. 37 và 38 tuổi thì 2 năm này có phần phát đạt tột độ về tiền bạc, nhưng gia đình có phần suy yếu về tình cảm và bổn mạng. 39 và 40 tuổi thì nên lo việc gia đình tốt hơn, không nên làm ăn lớn hay là đi xa có hại. Từ 41 cho đến 45 tuổi, 41 tuổi khá hay về vấn đề con cái và phần tài lộc tốt đẹp. 42 và 43 tuổi, 2 năm này xung kỵ tuổi có đau bệnh, 42 thì xung kỵ tháng 10 và 43 thì xung kỵ vào tháng 9 âm lịch. 44 và 45 tuổi thì 2 năm này việc làm trung bình. Từ 46 đến 50 tuổi thì khoảng thời gian này có phần tốt đẹp về tiền bạc, tình cảm, gia đình yên vui, phần con cái có nhiều tốt đẹp về tài lộc, bổn mạng vững chắc, không có việc gì quan trọng xảy ra trong thời gian này. Từ 51 đến 54, trừ 53 tuổi có xung kỵ vào mùa đông, ngoài ra thì những năm khác và tháng khác thì bình thường, bổn mạng vững. Từ 54 cho đến 56 tuổi, 54 có đau bệnh nhỏ, cũng có khó khăn, kỵ vào tháng 9 và 10, coi chừng bệnh hoạn. 55 tuổi thì vượt được dễ dàng nhất và những tháng 4, tháng 5, tháng 6 âm lịch tài lộc nhiều. Tuổi 56 thì tinh thần vững mạnh, cuộc sống lên cao, có thể giữ được thân thể bình thường. Từ 56 cho đến 60 tuổi, 56 tuổi tình trạng sức khỏe yếu kém, tài lộc hao hụt, có hao tốn tiền của trong năm này. 57 tuổi thì không được may mắn lắm về cá nhân cũng như là tiền bạc, kỵ tháng 8. 58 tuổi làm ăn vượng phát nhưng gặp năm xung kỵ mùa đông. 59 tuổi và 60 tuổi nếu vượt qua được khỏi tình trạng bệnh hoạn thì sức khỏe, sống trường thọ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc các hung nạp vận của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những mệnh chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong năm 2021 này, quý anh chị và các bạn hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.